Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 giờ đây mình chương trình ai cần XGT các bạn. Con này ai góp này nhận cho 20 user tham gia chương trình, 20 user nhận được 20.000 tốc cần XGT. Mỗi lượt ghép là các bạn nhận được 6.000 tốc cần nữa các bạn. Chương trình ai góp này rất ngon, các bạn nên làm sớm nha các bạn. Rồi đầu tiên thì mình hướng dẫn các bạn làm nha. Mình nói các bạn, đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của mình nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đường link này mà theo dõi thằng Thay Quơ và chia sẻ. Rồi các bạn ghi cái username của thằng Thay Quơ mình vô các bạn. Rồi các bạn request cái đường link này, các bạn bình luận 5 tag 5 người bạn của mình vô, rồi các bạn chia sẻ, các bạn sao chép, rồi các bạn dán cái địa chỉ chia sẻ nó vô như đây các bạn. Này các bạn ai cũng biết chứ người. Dễ mà. Rồi các bạn follow Facebook và qua bên trang cá nhân của mình, các bạn lấy cái đường link profile name của mình nha các bạn trên Facebook nha các bạn, dán vào Facebook name mình á. Rồi các bạn join hai group Telegram của nó, rồi các bạn ghi vô cái account của mình vô các bạn. Rồi cái chữ ghép file này các bạn điền là @anh 0299 31577, mình có để phần dưới phần link mô tả cho các bạn đó nha các bạn. Ai heo ai được minimum phần em có cái này gì bằng thoát xanh này là it help supply him to can with and defend and 23 xem phần phần các bạn coi lớn các bạn. Các bạn cái dòng này là các bạn đánh giá nha các bạn, đánh giá tốc cần của nó, các bạn ghi ra qua dùng Google dịch, dịch qua tiếng Anh mà các bạn bắt vào các bạn. Ví dụ như tôi yêu cầu gì đó làm thêm nhiệm vụ gì đó các bạn. Các bạn là tự làm nha các bạn. Cái dòng này là như đánh giá vậy thôi, mình ghi thông tin bất kỳ nha các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ với RC20 vô, rồi các bạn nhập captcha là 3+123 lần nhiêu, các bạn bấm nút submit là ok các bạn. Mình tắt vì mình con này mình làm chắc cỡ khoảng 20 phút. Vì mình tắt mình làm nha các bạn. Không phải các bạn mà làm chút xíu, tại máy mình đang quay video làm nặng máy, làm không được, lót chậm lắm. Nên mình hướng dẫn sương sương cho bạn vậy thôi. Này cũng như điện thông tin vậy thôi, dễ quá.